Ở đây thì mình đang có CPU Intel Core i5 10400F. Không phải trình bày nhiều cái lý do tại sao mình lại lựa chọn CPU Intel Core i5 10400F. Bởi vì trong một mức giá 3-4 triệu đồng, mẫu CPU này của Intel đáp ứng quá nhiều các nhu cầu cơ bản như là giải trí, chơi game, xem phim thì nó quá đơn giản, quá dễ dàng và thực hiện quá tốt rồi. Còn với nhu cầu, ví dụ như kiểu làm Photoshop, các bộ công cụ của Adobe thì CPU Intel vẫn là một sự lựa chọn kiểu quá tốt rồi, mức giá rẻ mà hiệu năng đem lại. Chúng ta có 6 nhân và các bạn nào mà có nhu cầu livestream các bộ PC có mức giá gọi là ưu đãi ấy, mức giá tương đối bình dân để có thể livestream thì CPU Intel Core i5 10400F sẽ là một sự lựa chọn rất tốt. Về phần main thì sao? Đối với những bạn nào mà thích bus RAM cao này, thích ép xung vọc vạch hay là nói chung là làm rất nhiều thứ liên quan tới thay đổi các thông số bộ cấu hình thì các bạn nên lựa chọn bộ board chủ dòng Z. Nhưng mà đây mình có dòng F thôi, tức là dòng non-K thì chúng ta phải lựa chọn dòng B thì mức kinh tế chi phí bỏ ra mới là ưu đãi nhất. Thì ở đây mình đã lựa chọn mẫu board chủ tới từ Asus là Asus ROG Strix B460G Gaming. Thì đối với mẫu board máy chủ G Gaming của Asus, các bạn hoàn toàn có thể cắm được mọi mẫu CPU non-K hoàn toàn tốt, thậm chí là Intel Core i7 và Core i9. Core i9 thì hên xui một chút, còn i7 thì hoàn toàn tốt. Và RAM thì sao? Mình sẽ có một số những cái lưu ý như này. Đối với những bus RAM cắm ở trên board chủ dòng B, sẽ hỗ trợ tối đa là bus RAM lên tận gần 3000. Thế nhưng chỉ có i7 và i9 mới lên được 3000, còn đối với i5 chỉ lên tối đa là gọi là 2666 hoặc là 2667 thôi. Và bus RAM mình lựa chọn là 2 thanh RAM T-Fork Delta, bus RAM là 3200. Không, không sai đâu, bus RAM 3200 vẫn tốt đấy. Một số bạn sẽ đặt luôn là câu hỏi tại sao mình không lựa chọn những cái bus RAM nó phù hợp nhất để tiết kiệm chi phí. Thực tế ra nếu những các bạn mà chọn những gọi những thanh RAM, những bus RAM mà phù hợp với mẫu CPU Intel Core i5 luôn thì mình nghĩ mức giá, cái mức chi phí các bạn bỏ ra đôi khi còn đắt hơn việc các bạn mua những thanh RAM có bus hỗ trợ sẵn là 3000 và 3200. Những thanh RAM này sẽ có, thứ nhất là đẹp, cái thứ hai nữa nó mang tính chất đồng bộ bởi vì RAM này sẽ tới từ T-Fork xong có logo TOF, tức là chúng ta có thể điều khiển qua phần mềm RGB của Asus Racing, hợp lý mà đúng không? Thế còn card họa sao? Card họa bây giờ chúng ta thực sự là không có nhiều các lựa chọn bởi vì các cái pháp sư Trung Hoa, những bác nông dân của Trung Quốc đã hút hết những mẫu card họa của anh em game thủ rồi. Thế nhưng bên Alpha chúng mình vẫn có rất nhiều các mẫu card họa đa dạng các bạn lựa chọn. Cụ thể mình đang có ở đây là RTX 3070. Mức giá của RTX 3070 có thể là sẽ không ngon bằng cái lúc sản phẩm mới ra mắt. Thế nhưng xét về hiệu năng mà RTX 3070 mang lại, các bạn có thể chơi game với độ phân giải 2K, tần số quét cao 144 hoặc là 240, miễn sao các bạn đủ tiền để mua mẫu màn hình phù hợp. Còn được chơi game với độ phân giải 4K tốt nếu như các bạn nào có những mẫu màn hình 4K đẹp và 60Hz là đủ rồi. Thì cái như các bạn vừa thấy khi mình lắp máy ấy, là bên mình đã trang bị sẵn cả phần tản nhiệt tới được Cooler Master, kèm theo đó là hai kit fan như vậy, tức là gồm hết tất cả combo, chúng ta sẽ có đủ cả kể cả SSD luôn. HDD thì mình sẽ để cho tùy từng nhu cầu thôi. Nếu như bạn nào mà nhu cầu chỉ là chơi game cơ bản hoặc là xem phim không lưu trữ nhiều, các bạn có thể mua thêm một ổ 1TB HDD hoặc 2T. Còn bạn nào mà làm việc nhiều thì có thể mua thêm những ổ khoảng 4T, 6T hoặc thậm chí là 10TB HDD sẽ lựa chọn riêng. Và tổng chi phí của cái combo sẽ rơi vào khoảng chừng 40 triệu đồng. Thế nhưng nhá, sẽ có 10 bộ PC bên mình sẽ giảm giá trực tiếp 7 triệu đồng luôn. Tức là nếu như bộ PC này rơi khoảng chừng, thôi mình cứ gọi làm tròn là 40 triệu đi, sau khi trừ đi 7 triệu chúng ta sẽ còn khoảng 43 triệu đồng. Và trong thời điểm bão giá cả đồ ạ, chúng ta vẫn có RTX 3070 và combo đầy đủ mọi thứ, thiếu mỗi HDD thôi. Combo này chúng mình sẽ chia ra cho flash sale cùng với đó là sinh nhật của Alphard. Thì cụ thể như nào thì các bạn hãy thường xuyên truy cập vào website của Alphard Computer kèm với fanpage của Alphard Computer, bên mình sẽ cập nhật thường xuyên để các bạn có thể chọn giờ vàng để mua bộ PC ưng ý. Hãy nhớ nhá, chỉ có 10 bộ PC và đã chia ra làm 2 lần. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm nào, và hẹn lại các bạn trong những video sau nhé.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.